Tuyên Quang xin kính chào quý khách của Thăng Long TV Go. Hôm nay Thăng Long TV Go đang có mặt tại cầu Tình Húc, một cây cầu rất đẹp của thành phố Tuyên Quang. Và bây giờ Thăng Long TV Go sẽ đi để quay lại những hình ảnh thay đổi của thành phố Tuyên Quang gửi tới quý vị khán giả cùng xem. Không biết cây cầu này làm theo biểu tượng như thế nào, nhưng nhìn thì nhìn từ xa đã rất đẹp rồi. Một cây cầu rất rộng, hình như đây là sông Lô. Đúng rồi, đây là dòng sông Lô. Cây cầu rất đẹp. Cầu này đi sang bên quốc lộ 37. Hôm nay thời tiết rất đẹp để Thăng Long TV Go đi tác nghiệp. Quý vị có thể nhìn thấy xa xa là những dãy núi rất đẹp luôn. Cây cầu khá dài. Gần một cây số. Lượng xe tham gia giao thông gần như là rất là vắng. Cầu Tình Húc, một cái tên nghe rất lạ. Đường xá phải nói là bây giờ rất rộng, rất thoải mái luôn. Nếu như ai đó mà đã ở Tuyên Quang và lâu ngày rồi không về Tuyên Quang thì phải nói rằng là thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi của Tuyên Quang phải nói quá nhanh chóng, rất đẹp luôn. Đứng từ trên đây thì mọi người có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Tuyên Quang. Phía xa xa kia là tòa nhà Mường Thanh. Phải nói rằng cây cầu làm rất là kiên cố. Ở đây thì người ta làm những cái chỗ mà đứng trên lan can như thế này, làm rộng hẳn ra để mọi người có thể đứng để tham quan, nhìn về thành phố Tuyên Quang và nhìn xuống dòng sông Lô. Trên các thành cầu như thế này thì người ta làm trang trí biểu tượng cây đa Tân Trào ở mái đình Hồng Thái, quê hương của cách mạng. Và bây giờ thì tôi sẽ đi tiếp để khám phá cây cầu này.
Và đây chính là dòng sông lịch sử, dòng sông Lô. Một trong những dòng sông rất nổi tiếng ở vùng trên này. Quý vị có thể nhìn thấy xa xa là thành phố Tuyên Quang. Một cây cầu rất đẹp. Dòng sông Lô lấp lánh. Đứng ở đây thì tôi lại nhớ lại ca khúc Sông Lô, một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao. Và có một ca khúc là Sông Lô chiều cuối năm. Rất nhiều hình ảnh đẹp đã đưa vào thơ ca. Rất nhiều hình ảnh đẹp của Tuyên Quang đã được đưa vào thơ ca của cách mạng Việt Nam. Tôi hy vọng rằng Tuyên Quang ngày càng phát triển hơn để làm du lịch, để mọi người đến đây và trải nghiệm mảnh đất của quê hương cách mạng. Xin gửi tới quý vị những hình ảnh của cây cầu Tình Húc. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Tôi sẽ đi khám phá tiếp mảnh đất Tuyên Quang này.